Ông Câm bán đậu hũ. Thưa cô, em đóng tiền học phí ạ. Sao cậu nạp toàn tiền lẻ vậy? Thế này thì cô đếm đến bao giờ mới xong? Tớ biết rồi. Đây là tiền bán đậu hũ của cha cậu chứ gì. Các em đừng trêu bạn nữa. Ôi trời ơi, cô ơi, ai mà chẳng biết bạn Nguyệt là con gái ông Câm bán đậu hũ cơ chứ. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. À, ông Câm bán đậu hũ đến rồi. Anh kia, trả tiền đây. Mua đậu hũ rồi tính ăn quỵt thế hả? Trời ơi, cha ơi là cha. Sao lại để hắn ta ăn quỵt như vậy? Để con đuổi theo hắn đòi tiền. Cha thật là khờ quá đi. Cứ thế bảo sao nhà mình có nghèo mãi thì đúng rồi. À, cái Nguyệt con gái ông Cam bán đậu hũ kìa. Cậu không ra mà hộ cha bán đậu hũ đi. Còn ngồi đây làm gì hả? Không phải chuyện của các cậu. Cậu nhìn bạn Tiểu Lan kia kìa, lúc nào cũng như công chúa, lại dịu dàng nhỏ nhẹ. Còn cậu đã nhem nhuốc như lọ lem rồi, lại còn ghê gớm. Người của cậu ấy còn có mùi chua của đậu hũ nữa cơ. Phải rồi, tôi chỉ là con bé nhà nghèo mồ côi mẹ, có ông bố vừa canh vừa điếc. Đi đi, tôi không muốn nhìn thấy các cậu nữa. Cha để con yên đi. Cha có biết chúng vừa chế giễu con không? Con không thể chịu được nữa rồi. Con sẽ phải học thật giỏi và đỗ đại học để thoát khỏi vùng quê nghèo này. Không có ai gọi con là con gái ông Câm bán đậu hũ nữa. Mười lăm năm sau. Cha, cha lên đây làm gì? Con đã nói cha không cần mang đồ ăn lên cho con nữa mà. Cha cứ tới đây, hàng xóm nhà con nhìn thấy thì con biết ăn nói thế nào. Ở quê con bị gọi là con gái ông Câm bán đậu hũ còn chưa đủ hay sao chứ? Khi nào con rảnh, con sẽ về thăm cha. Giờ vẫn còn kịp giờ chuyến xe cuối cùng để về quê đấy cha. Cha đi về đi. Từ giờ cha đừng lên đây nữa nha. Con sẽ về thăm cha. Ờ, cô Nguyệt đi đâu mà xách theo làng rau củ tươi thế kia? Rau củ của người họ hàng xa dưới quê gửi lên cho em ấy mà. Chị có muốn ăn thì em chia cho một ít. Nhiều quá em ăn cũng không hết. Đi đi, đi chỗ khác đi. Đây là chỗ làm ăn, không phải chỗ đi ăn xin đâu. Ê, khổ thiệt, vừa câm vừa điếc, ai biết đường mà bán chứ. Chẳng hiểu con cái đâu mà để bố mẹ đi lang thang thế. Phó giám đốc hôm nay đi ký hợp đồng à? Phải, cậu ở đây thay tôi quản lý mọi việc nha. Có gì gấp thì gọi cho tôi. Dạ vâng. Dạ. Bây giờ chẳng ai dám khinh thường, cũng chẳng ai dám bắt nạt mình nữa. Chẳng buồn cho những ngày ngậm đắng nuốt cay ở cái xó quê nghèo xưa kia. Quả đúng là có tiền là có tất cả. Cuộc sống này không phụ sự cố gắng của con người. Cô ta bị thương nặng đấy. Ai mau đưa cô ta đi bệnh viện đi. Giờ gọi cấp cứu không kịp đâu. Ờ, lỡ đâu cô ta chết trên xe thì xui xẻo lắm. Cứ đợi cấp cứu đến đi. Đây chẳng phải là con gái con Câm bán đậu hũ sao? Nguyệt. Cô gái bị thương rất nặng, chi phí phẫu thuật cũng rất tốn kém.
và khả năng thành công cũng không cao. E rằng... ông ấy cầu xin bác sĩ hãy cố gắng cứu lấy con gái. Dù chỉ còn 1% hy vọng thôi, ông ấy sẽ làm tất cả để có tiền, kể cả dù có phải bán nhà. Cô con gái này chính là tất cả sự sống của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Chú, Nguyệt đã tỉnh lại rồi. Cha, con đang ở đâu thế này? Còn anh là ai? Trông anh quen quá. À, tôi là người cùng làng với cô. Ngày xưa thường lấy đậu hũ của chú, mà có lần cô đã đuổi theo đòi tiền đây. Ngày đó tôi mang ơn cha cô rất nhiều. Chú biết tôi không có tiền nên thường cho tôi đậu hũ mà không lấy tiền. Nhờ có chú tôi mới có ngày hôm nay. Anh là người đã đưa tôi vào viện. Thế còn tiền viện phí làm sao cha tôi có thể lo được? Chuyện đó... khi cô bị tai nạn, bác sĩ đã lắc đầu. Chính cha cô đã cầu xin bác sĩ, dù chỉ có vài phần trăm hy vọng thôi. Ngày nào cha cô cũng làm nhiều đậu hũ hơn để bán. Không chỉ ở chợ, ông còn đến tận từng thôn sau bán đậu để có nhiều tiền hơn. Bà con ở quê ai cũng quý mến cha cô thật thà, lương thiện. Khi tin con gái ông bị tai nạn, họ bèn cùng nhau mỗi người góp một chút ít. Cha cô nhận tiền và cẩn thận ghi tên từng người vào cuốn sổ này như một khoản nợ. Ông thực sự khiến mọi người vô cùng xúc động. Thiếm Trương 100 đồng, bạn Tân 1.000 đồng, Tiểu Lan 1.000 đồng. Cha, con xin lỗi vì thời gian qua con đã sống không đúng. Bao lâu nay con vẫn luôn tìm cách trốn tránh cái tên gọi con gái ông bán đậu hũ. Ngày hôm nay chính cái tên đó cùng tình yêu thầm lặng chưa bao giờ nói nên lời của cha đã cứu sống được con. Lẽ ra con phải biết tự hào về người cha lương thiện của mình thay vì ghét bỏ cha. Cha ơi, con sai rồi. Cha ơi, cha hãy tha lỗi cho con. Những kỳ thi. Ngày mai bố các con đi thi, thi ở mãi tận bên trung tâm hội nghị Vân Mỹ á. Thấy có đứa nào rảnh không, đưa bố mày đi. Bố đi thi gì ạ? Thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Bố hoạt động phong trào của phường cho có đoàn thể con ạ. Ôi, mai con lại có hẹn với khách hàng rồi nên không thể đưa bố đi được. Con thì lại vướng một buổi họp rồi, thành ra... Ôi thôi không sao đâu, mai bố tự đi được mà. Bố chứ có phải trẻ con đâu. Kể ra tôi mà không bị đau chân á, thì tôi đi cùng ông. Thôi bà ở nhà nghỉ ngơi đi. Chân cẳng đau thế này, đi kẻo lại phiền tôi thêm ấy chứ. Mà cuộc thi này cũng có quan trọng lắm đâu. Không quan trọng mà ông hồi hộp cả tuần nay rồi còn gì. Thì già rồi, tôi mới đi thi nên tôi hồi hộp chứ có gì đâu. Thôi chết rồi, mình đi nhầm tuyến xe rồi. Bà ơi, cho tôi hỏi, từ đây đi vào trung tâm hội nghị Vân Mỹ đi lối nào bà? Bác ơi, bác đi thẳng một đoạn rồi hỏi tiếp nhé. Từ đây vào đấy mất 2 cây số nữa đây ạ. Thế hả bà, cũng hơi xa nhỉ. Mà bác vào đấy có việc gì ạ? Tôi đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi. Ôi chà, bác đi thi cơ đấy. Nay tôi cũng gặp mấy ông bà đi thi, nhưng chả ai đi một mình như bác. Nhà ai cũng có bầu đoàn con cháu đi theo cổ vũ đông lắm. Sao bác không bảo chúng nó đưa đi? Tôi chả muốn phiền chúng nó. Đứa nào cũng bận cả. Thôi cảm ơn bà, tôi đi đây. Vâng, chào ông. Chúc ông đạt kết quả cao nha. Vâng, cảm ơn bà.
Con đi làm đây mẹ ạ. Ừ, con đi đi. Ơ, sao hôm nay mẹ lại mang cái xe đạp cũ của bố ra lau thế ạ? Mẹ đang định mang cho, chứ để đây chật cả nhà. Sao mẹ lại mang cho? Cái xe này là kỷ niệm của bố một thời mà. Nhớ ngày xưa, bao nhiêu lần bố đưa chị em con đi thi trên chiếc xe đạp này đấy ạ. À? À, mà hôm nay bố con đi đâu rồi hả mẹ? Mấy đứa quên là hôm nay ông ấy phải đi thi hội thi sức khỏe người cao tuổi hả? À, vâng, đúng rồi. Bố đi bằng gì hả mẹ? Ông ấy đi xe buýt, chả biết có kịp tới nơi thi hay không. Đường xa thì không thạo. Chiếc xe này đã theo chị em con bao nhiêu lần đi thi? Bao nhiêu là kỷ niệm? Đông ơi, nhanh lên, bố đưa con đi thi kẻo muộn. Bố ơi, trường huyện cũng gần mà, con tự đạp xe đi được ạ? Không được, kỳ thi này rất quan trọng, bố phải đi cùng con. Bố ơi, chân bố làm sao thế? Ờ không, bố không sao đâu, bố trẹo chân một tí thôi mà. Nào, lên xe đi, bố đạp nhanh kẻo nắng lên con. Bố ơi, áo bố ra mồ hôi ướt hết cả rồi. Ăn nhầm gì con, bố đi cày mồ hôi còn ra không kịp vắt ấy chứ. Và năm đó, con đã đỗ thủ khoa trường huyện mẹ nhỉ? Ừ, ai cũng bảo bố còn mát tay. Còn cái năm con đi thi đại học nữa chứ. Bố ơi, kỳ thi lần này bố không cần phải đi cùng con đâu ạ. Từ đây lên trường thi hơn 30 cây số, con bắt xe khách đi được rồi. Thi xong con lại bắt xe về. Không được, đi thi đại học chứ phải chuyện đùa đâu con, bố phải đi cùng con. Lan này, con nhớ phải đọc kỹ đề bài rồi hãy làm nghe con. Bố yên tâm, con đã ôn kỹ rồi ạ. Con ăn cơm đi, có ăn no thì thi mới tốt. Có mỗi nắm cơm, con với bố cùng ăn. Không, con ăn đi, bố no rồi. Bố đã ăn gì đâu mà no. Bố không có đói mà, con ăn đi. Chiều nay thi nốt môn nữa là xong phải không con? Vâng ạ. Ăn xong nghỉ ngơi một lát rồi còn vào thi. Ôi, có người ngất rồi kìa. Trời ơi, chắc bị say nắng rồi. Hay là bị tụt huyết áp. Hôm đó, bố bị ngất vì đói và tụt huyết áp nữa. Ừ, may mà có mấy người đưa ông ấy vào phòng khám gần đó kịp thời. Kỳ thi năm đó, con đã đổ vào trường với số điểm cao mẹ nhỉ? Ừ, ông ấy luôn coi trọng các kỳ thi của các con. Được cái lần nào đưa các con đi thi á, thì các con đều thi đổ và đạt điểm cao. Chính vì thế ai cũng bảo bố mát tay phải không mẹ? Mát tay chỉ là nói vui thôi. Quan trọng là ông ấy muốn mình trở thành một chỗ dựa tinh thần để các con yên tâm mà đi thi thôi. Kỳ thi nào bố cũng đưa chị em mình đi thi chỉ bằng chiếc xe đạp cũ này. Bố từng nói phương tiện đi lại chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng bố luôn muốn ở bên cạnh chúng ta trong các kỳ thi. Vậy mà hôm nay bố phải đi thi một mình. Giờ này chắc bố phải chuẩn bị thi rồi. Chị em mình nhanh tới nơi thì còn kịp cổ vũ cho bố. Vâng, mình đi nhanh đi. Ờ nè, thế còn công việc của các con? Không sao đâu mẹ. Cả đời chắc chúng con chỉ được đi thi cùng bố một lần thôi. Đúng vậy ạ. À, chúng con phải ủng hộ bố chứ. Ờ, thế các con đi đi. Để xem hai đứa có mát tay không nhé. Mặt trăng và mặt trời. Ôi, mặt trăng thật là đẹp. Tôi thấy chị tỏa ánh sáng thật dịu mát, chứ không chói chang như anh mặt trời. Giá mà bầu trời chỉ có chị thôi thì ai cũng vui mừng lắm. Thật vậy sao? Chứ còn gì nữa, chị mới là người xứng đáng ngự trị trên bầu trời. Mây đen nói vậy cũng có lý, mình mới là người xứng đáng. Tới giờ tôi xuất hiện rồi, chắc mọi người mong chờ tôi lắm. Bị anh hành hạ từ sáng giờ rồi mà. Ờ, sao cô lại nói thế? Tôi được mọi người trông đợi mỗi đêm, ai cũng khen ánh sáng của tôi lung linh, dịu mát. Anh vẫn thấy mỗi đêm người ta đều nhìn lên trời chờ tôi xuất hiện đó sao? Tôi có thể soi sáng mọi ngõ ngách,
mà không cần đèn điện luôn đấy. Chà, đúng là cô rất có ích cho mọi người. Tôi chỉ thấy mọi người chống đối lại anh thôi. Này nhé, vì sợ anh mà ai cũng nhăn nhó, đeo khẩu trang kính mít khi ra đường, họ phải bôi kem chống nắng, đeo kính râm nữa. Cứ hôm nào anh thả xuống nhiều nắng là ngoài đường không có ai dám đi đâu hết. Anh không nghe những cô bác nông dân kêu than vì anh làm ruộng đồng nứt toát, cỏ cây thì khô cháy hả? Chả lẽ mình đáng ghét vậy sao? Bấy lâu nay không ai thích mình. Ôi, sao nắng khủng khiếp không biết. Nóng nực thế này chả muốn làm gì. À, bắt anh đi này, em chạy nhanh nữa đi. Mát quá, thích quá. Trăng hôm nay tròn và sáng quá, sắp rằm tháng giêng rồi mình à. Anh Mặt Trời ơi, sao hôm nay anh buồn thế? Không ai cần tôi hết. Mặt Trăng nói rằng không ai muốn nhìn thấy tôi nữa. Đúng rồi anh Mặt Trời ạ. Chính anh cũng làm tôi bỏng rác. Anh còn làm tôi bị bốc hơi nữa. Mình thật là tệ quá đi. Tại mình, do mình cả. Đấy nhé, không phải chỉ mọi người mà cả anh Mây Đen, chị Mưa cũng nói vậy nữa kìa. Bây giờ bầu trời này là của mình đẹp nhất, mình là quan trọng nhất. Vớ vẩn, cô chẳng là gì nữa. Gã Mặt Trời kia, tôi còn đuổi hắn đi được, cô cũng chẳng khác gì hắn đâu. Bầu trời này là ta. Mưa ơi, tới đây. Mưa rồi, mát quá. Nhiều ngày sau, Mây Đen càng ngày càng quá quắt rồi. Chỉ tại mình nhẹ dạ cả tin mà mắc mưu hắn. Đuổi anh Mặt Trời đi, mình cũng không thể chiếm lĩnh bầu trời. Không có anh ấy, vạn vật dưới mặt đất bị đảo lộn cả lên. Mà hình như là thiếu anh ấy, mình cũng không còn ánh sáng nữa. Không thể để mọi chuyện như thế này được, mình phải đi tìm anh Mặt Trời. Anh Mặt Trời ơi! Cô Gió ơi, cô có thấy anh Mặt Trời ở đâu không ạ? Cháu bay lên cao chút nữa, mấy hôm nay cô thấy nó cứ lẩn tránh ở trên đó. Cháu cảm ơn cô ạ, mình sáng hơn rồi, mình sáng hơn rồi. Đúng rồi, anh Mặt Trời đang ở gần đây. Anh Mặt Trời ơi, tôi tìm anh mãi, anh hãy về đi. Thôi, không có tôi càng tốt chứ sao. Anh nhìn xuống dưới kia xem. Tớ ngã đau quá. Chạy tới với, gian quá. Mưa lớn quá, ngập hết đường rồi. Sao mãi không thấy ánh nắng lên nhỉ? Ôi, mưa vậy có chết tôi không chứ? Đến ngày thu hoạch mà còn mưa dầm về thế này. Anh Mây Đen với chị Mưa đang chiếm lĩnh bầu trời, tôi không thể chống cự nổi. Chỉ có anh mới giúp được mọi người ở dưới mặt đất thôi. Họ đang chờ anh trở lại đấy. Trời đất, không thể để mọi chuyện như thế này được. Tôi thật sự xin lỗi vì đã nói những lời không phải với anh hôm trước. Không có anh, tôi cũng không thể tồn tại. Nhờ có anh bấy lâu nay mà tôi mới phát sáng được. Anh không hề vô dụng. Chính anh mới là người mạnh nhất, có ích nhất. Tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Nhờ cô mà tôi nhận ra giá trị của bản thân mình. Tôi cũng thật đáng trách khi bỏ cuộc quá sớm. Rồi, mặt trời lên rồi. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.